Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da mặt kỳ diệu tại nhà. Da mặt lúc nào cũng trắng mịn hồng hào bất chấp tuổi tác chỉ bằng một lá nha đam. Nha đam là bí quyết làm đẹp đã được các mỹ nhân sư sử dụng để duy trì làn da trắng mịn không tì vết của mình. Nha đam có công dụng thần kỳ trong việc làm đẹp da như tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, ngừa và trị mụn, trị thâm hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa da, giúp bạn có làn da trắng hồng, mịn màng, đầy sức sống. Ưu điểm của cách làm đẹp bằng nha đam là rất dễ làm, thậm chí các mẹ đang bầu bì hay mới sinh đều có thể dùng được hết. Quá tuyệt phải không các bạn? Vậy cách thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo trong video sau của kênh Phái Đẹp. Để thực hiện cách làm trắng da mặt tại nhà này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Đầu tiên là một bẻ nha đam, nhớ chọn loại nha đam bánh tẻ nha các bạn nhé. Ngoài nha đam ra hãy chuẩn bị thêm cho mình một miếng dưa chuột, một ít mật ong và một miếng chanh tươi. Đây chính là bốn nguyên liệu của chúng ta. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế nha đam, tức là chúng ta sẽ loại bỏ cái phần vỏ bên ngoài và chỉ thu lấy phần thịt nha đam mà thôi. Mình thường hay sử dụng một con dao và mình sẽ dọc theo phần thân của nha đam. Bạn có thể quan sát thấy thao tác mình đang làm. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc thìa để mình cạo cái phần thịt nha đam ra. Bạn thấy không, mình tách được cái phần thịt nha đam rất là nhanh và rất là dễ. Với phần thịt nha đam này chúng ta chưa sử dụng ngay, bạn hãy lấy một bát nước sạch và cho miếng nha đam này vào. Bạn rửa thật sạch cái phần nhớt bên ngoài đi cho mình. Chúng ta rửa sạch cái phần thịt nha đam như thế này để tránh tình trạng khi chúng ta đắp lên mặt sẽ bị ngứa. Với phần thịt nha đam đã được làm sạch sẽ này, bạn hãy cho vào cối xay sinh tố. Tiếp theo bây giờ bạn hãy cắt dưa chuột bỏ vào. Và giờ bạn đem xay nhuyễn nha đam vào dưa chuột cho mình. Bạn để nguyên vậy xay, đừng cho thêm nước nhé. Đây chính là phần nha đam và dưa chuột mình đã xay xong. Mình sẽ đổ ra bát cho các bạn xem. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào. Bạn hãy vắt khoảng tầm 5 đến 10 giọt nước cốt chanh vào bát cho mình. Tiếp theo bạn đổ khoảng tầm nửa thìa mật ong nữa. Và bây giờ bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho bốn nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong rồi. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Rất nhanh phải không? Chỉ trong ít phút là mình đã làm xong rồi. Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này làm trắng da mặt tại nhà như sau. Bước đầu tiên bạn hãy vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt bằng nước ấm. Sau đó bạn sử dụng bát hỗn hợp mà chúng ta vừa làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Thoa đến đâu thì bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng trên khuôn mặt đến đó. Việc này sẽ giúp cho các dưỡng chất có trong bát hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các tế bào da. Như vậy thì hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt cao nhất. Sau khi thoa xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Mỗi tuần bạn có thể đắp mặt nạ này 2 đến 3 lần. Bạn biết không,
Công thức này đã được rất nhiều chị em truyền tay nhau thực hiện và mọi người đều rất hài lòng về hiệu quả dưỡng trắng da của nó. Nếu như bạn là tín đồ của trường phái làm đẹp tự nhiên thì bạn tuyệt đối đừng bỏ qua công thức này. Hãy áp dụng ngay hôm nay để sớm sở hữu làn da như ý. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.